Hi, xin chào tất cả các bạn, mình là Mimi. Mình là Mina. Hey, hiện tại thì hai đứa mình đang có mặt ở số 91 Section 1, đường tự do, Thái Trung. Thì bọn mình hôm nay ở đây để xác nhận giấy tờ trước khi về nước. Đúng rồi, tức là mình muốn xác nhận cái bằng đại học trước khi về nước, à bằng cao học của bọn mình trước khi về nước. Thì thường nếu mà khi các bạn có nhu cầu sử dụng cái bằng ở ngoài Đài Loan, tức là ngoài cái lãnh thổ nơi mà mình đạt được cái bằng ý, thì bọn mình chắc chắn là phải đi xác nhận, chứng thực cái bằng đấy là bằng thật, không phải bằng giả và có dấu đàng hoàng. Thì như bọn mình được biết trước khi đến đây ý, thì người ta bảo là chỉ cần đến Phả Yên, nơi mình cư trú, là có thể xác thực được. Có thể công chứng được. Thế nhưng mà khi bọn mình đến thì wow, cái chỗ này nó rất là rộng, rất là rộng và có 3 tòa nhà nha các bạn. Thì khi hỏi ra thì mới biết là từ năm 98 à? Ừ, từ tháng 1 tháng 6 năm 98. Là chuyển sang một tòa nhà khác ở Thán Tư. Tức là bây giờ bọn mình sẽ phải trí chơ, bọn mình sẽ phải đi xe từ đường tự do này sang đường Thán Tư. Tiếp đến là khi đi mình cần phải chuẩn bị, thứ nhất là giấy tờ cần công chứng bản thật, thứ hai là thẻ học sinh, phải có thẻ học sinh, photo, cư trú photo, số phách của trường, số điện thoại của trường. Khi công chứng thì ví dụ như mình đi thì mình công chứng bằng điểm và mình công chứng bằng đại học, thì mình cần bằng điểm và bằng đại học bản gốc. Có gì thì bọn mình sẽ update cho các bạn sau nha. Bye. Hey, bọn mình đã quay trở lại rồi đây. Bắt đầu lại là cái hành trình đi công chứng giấy tờ. Thì bây giờ bọn mình đã đến cái địa chỉ ở Thán Tự. Thán Tự đúng không? Giờ mọi người nhìn thấy đi vào cổng thì sẽ có cái hướng, có cái chữ này là công gì nè. Công chứng chủ. Giờ mình sẽ đi ra ở đấy để làm công chứng. Mọi người nhớ mang giấy tờ gốc đi nhé. Đến thì cứ đi vào trong bên tay trái thì sẽ có các, đây có các chị như này, họ sẽ hỏi là mình đến để làm gì. Sau đó là mình trình bày là mình đến để lấy dấu. Họ sẽ đưa ra tờ giấy như này để mình biết. Hôm qua thì bọn mình đi làm, bọn mình cần những gì? Hôm qua đi làm đi, đến cuối cùng thì mình không cần bản photo trước mà mình chỉ cần giấy tờ gốc thôi và địa chỉ liên lạc của trường mình, tức là số phách và số điện thoại để cho họ gọi điện để xác nhận với trường mình. Thì bọn mình làm hai cái là mình làm cả bảng điểm và cả bằng, thì bọn mình mất 1.500. Các bạn khác làm thì chỉ mất hơn 800 thôi, làm một loại giấy tờ mất hơn 800. Sau đó là cái số bản photo ra thì mình sẽ được maximum là 5 bản. Bọn mình đều lấy 5 bản với giá là 1.500. Thì hôm nay được để người ta bảo để sử dụng cách thuận lợi và chứng thực bằng thì đến nốt Bộ Ngoại giao để làm. Bộ Ngoại giao này thì mọi người chỉ cần lên mạng và đánh quay trao phủ thì sẽ tìm thấy địa chỉ. Đã khá là đi lại lại hai nơi rất là khá là xa nhau, nhưng mà nếu mà mọi người có thể thu xếp được ấy, và biết gọi là biết đường đi nước bước ấy, thì trong vòng một ngày có thể công chứng được hết giấy tờ. Mọi người nếu mà mình chưa có photo trước ấy thì cũng đừng lo nhá. Ở đây thì mình có chỗ chụp ảnh và có cả máy photo sẵn, nhưng mà sử dụng tiền xu. Thế nên là mọi người chú ý là mình cũng mang theo tiền xu đi.